giờ mình chuẩn bị cưa nguyên cái đọt, nguyên cái cây bự luôn, bàn Đài Loan đâu quý vị. Cây này ba mình không mé nhánh mình đâu, có rất là nhiều dây điện đó, nhánh nó chờ chờ chẻ vô công gì điện á, nó đi đường đó cháu á, mà ba mình nói không cần luôn. Thì cái sức nặng của nó sẽ rút ra luôn đâu quý vị. Rút khỏi cái đường dây điện luôn đó quý vị, không bị dướng một nhánh nào trên đó luôn. Hiện tại thì trời đang mưa. Đây, trời đang mưa nè quý vị. Thì vướng mấy cái đoạn nên là nó không gấp. Bị kẹt cái làm mà ngu gì. Giờ lấy cái máy khác để cắt ra. Sẽ đẻo và cắt cái khúc gốc, cát rất là nhiều, cát gì đá. Trời vừa mới mưa xong nên là cát đá dằn lên đâu vậy, nó làm mình lục cái lưỡi cưa. Đây này hôm nay có rất là nhiều thợ cưa luôn, thì hôm nay có Sư Dũng, bác Ba, bác Thủ và Sư Dân. Tên ba mình nói quý vị. Ở đây là trường học, trường trung học cơ sở Long Trạch, ấp Sòi Đôi, xã Long Trạch nha quý vị. Tham gia và cắt nữa. Làm sợ cắt nó đứt
xong là nó rớt xuống cát dưới đá. Đây là chim một khúc cây đó nè. Xong nên là rất là trơn luôn á quý vị. Quá trơn. Phải cột dây kéo không quý vị. Con cây nãy thì nó bị vướng dây điện nên là phải cũng phải cột dây. Cây bên kia cũng có thể là sẽ cột dây luôn đó. Cái bên có một đường dây điện ba pha này, không biết có vỏ hay không vỏ nữa, không thấy rõ gì tại mưa trời tối. Có rất là nhiều kiếm vàng luôn. Tại ngoài lộ này không có phun thuốc trừ sâu cái gì nên nó còn sống được. Những nhà vườn bây giờ thì kiếm vàng này không còn nữa, tại xịt thuốc sâu rất là nhiều. Đây là cái trái vàng này lon. Khi nó còn non nè. Quá trời rồi.
cây này trái rất là nhiều luôn đó quý vị. Thì cái cây bên đây thì có lẽ cái trái nó già hơn, nó sẫm màu hơn bên đó, bên đó nó còn hơi xanh lợt. Đang chờ mấy anh em thời xưa lại để kéo phụ anh hai mình. Lùi lại. Đâu, con gì, con gì? Ô, bồ câu. Của ai vậy? Bồ câu của ai nè? Của ai? Ở đâu mà nằm đây vậy? Nó không nhúc nhích luôn. Nó bị xỉu không vậy? À, thì cũng vẫn tiếp tục cắt nhỏ ra. Khúc này chắc còn xin phép được cắt bớt. Thì quay nhiều cũng nhàn thôi quý vị. Giờ ba của Toàn sẽ cột cái hồng dây vô khúc này và chọi lên. Cho nó dướng nó chẳng khỏi cần leo lên nha quý vị. Sẽ đỡ mệt ha. Ồ, còn chút xíu nữa. Mạnh thêm chút nữa thì sẽ lọt vào đó quý vị. Rồi lọt vào đó, mà không biết nó dướng không à. Có lẽ là đang tìm có nhánh cây chọt cho nó rớt xuống. Và vũ ra cái không dây lên để cho nó rớt xuống. À, bà mình leo lên để cột cao thêm nữa. Thì khúc đó là giữa cây nên là kéo rất là nặng. Nãy mình cứ tưởng là sẽ cột cái khúc cây đó và giục lên chọi lên để cho nó dướng lại và kéo thẳng luôn khỏi cần leo, nhưng mà không ngờ là ba mình leo lên để giục như vậy để đu cái cọng dây lên cho đỡ trơn và cột cao thêm nữa cho dễ kéo thôi. Vậy tại phía ngoài đó nó đang dướng những cái cọng dây điện, nó luồn vô những cọng dây điện, nó rất là nặng.
cờ mới cột xong thì giờ bắt đầu leo xuống. Quá trời luôn. Dùng mình đang đẻo cái góc để chút nữa sẽ cắt sát xuống luôn. Rồi bây giờ sẽ đổ cái góc luôn vậy. Tục cắt thêm một cái miệng dưới để ranh đường bị cấn này. Hai cô mình đó sợ là quá là luôn. Mặc dù đứng trong đó mình sợ luôn quý vị.